không thấy gì cả. Mỗi chục triệu mà còn chưa được, mà không được không 6 ghi nữa, được 3 ghi thôi. 3 ghi có ý ba nữa mới ghê chứ. Ý ba tao mừng hôn mà. Ủa mà sao tao thấy nó build cái RAM 3000 vậy, trong khi main nó là B360M. Tại vì nó ngu. Mình chết. Đã vậy nó còn i3 độ 8400. i3 chỉ chạy được boss 24 thôi, không chạy được boss 26. i3 không lên được 26 đúng không ạ? Không, mặc định nó 24 à. i5 trở lên mới được 2666. Đang thế. Chẳng lẽ bây giờ build lại máy. Bán hết build lại. Trời ơi. Ta không nghĩ là chuyện khó khăn với Vita. Hết làm gì? Hay là chắc là chiếc 3000. Đây đây. Ở bóng chua này. Nhiệm vụ đó. Ừ, tao quên coi. Nhưng mà tao có nhiệm vụ là sống sót bao nhiêu phút. Kêu đồng đội. Giết bao nhiêu phút thì lâm mới chơi đó. Nói chung là hôm nay có nhiệm vụ quyết ly rồi nè. Đã chưa? Tao mới rồi. Tao mới nhiệm vụ quyết ly rồi. Nè phải vậy chứ. Để cái nhiệm vụ tán bỏ bơm má. Chỉ cà phê đó thì làm được thôi. Liên quan mà hiện cũng sao tao 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 vào đi làm bốn thằng rồi. Tại vì ta thôi. Thôi tao thấy M24 nhé. Tấm một rồi đó. Tấm một. Sao mày một cái không thì nói xong rồi mày phải lại hôm qua lại. Ui à đúng rồi, giàu quá thì làm sao tấm một. Chắc đem đưa súng cho tên bạn. Ê, bò này không tất một nữa thì chắc ai bây giờ? Đừng nói về top 1 nữa. Đừng ai nhắc về top 1 nữa. Top 1 trong tầm tay, chỉ cần dối là tới. Nhưng... đạp nó ra. Cái team này nó chỉ làm việc đó rồi thôi. Thập gẹp bánh xe anh. Vừa đẹp vừa thập quại vô bánh xe 4v1. Hai trận rồi đó, đã phải một trận. Nghe nói dễ khó ngủ lắm. Mất ngủ à. Sao hôm nay lại nhận được hai cây berry nhỉ? Đi full phụ kiện. Dạ vâng, không thấy đi Huy. Full phụ kiện. Kê vào Filco để nó lùm súng. À, nhìn thấy nó mới tấm 1. Phải giả vờ như không thấy. Mày không biết á, là cái gì mà mày nhân tạo nó sẽ đéo bao giờ lên được. Còn mày tự nhiên nó mới lên, hiểu không? Cái yếu tố tâm linh là khi nào mà mày càng nghĩ về là càng đéo bao giờ có đâu. Ôi ôi, cái gì vậy? À, đồng đội tôi. Thử về đấy. Má tao đi con mình đâu bên này vậy? Tao sẽ làm farm 1v4. Đâu M24 kìa. Bước đi bạn ơi. Mình có nên loot từ xác bạn không? M24 thôi mà. Ma cà nhiều bây giờ trời. Ma cà đi. Bắn rồi. Anaka với mu thần của Vita. Ê Z, tao muốn đổi không? Đổi cái gì? Tao muốn đổi không? Đổi cái gì? Mà nhau đổi cái gì? Thì nó có không thôi. Đổi cái gì chứ?
SKS. Tao đang cầm SKS. À, đi cầm chưa rồi. Chỗ nãy hơi cắm lúc gì vậy? Xin Red Dot, Holo, Scope, các thời loại. Ủa, tao chưa lốt nè. Mà Bita điểm quá. Canh cầu bay. Tao. Ủa, mày có lúc có Red Dot hay Holo hay? Có. Em dọc nhà nào á. Tao thấy nó lụm luôn cho, nãy tao đi ngang tao thấy mấy cái rồi. Quên mất. 4-5 cái luôn. X2 cũng có đóng luôn á. Mấy X2 nè. Ghé cái nhà nhỏ này lấy nè. Đóng vàng á. Đóng. Do lúc thôi. Ôi nhà mở cửa cái vết. Mở cửa tao. Lúc khu này mà. Hay. Chứ gì đã đòi hộ giá. Trời ơi, tao full phụ kiện 2 cây luôn, vãi thiệt. Nếu như mình những cái phụ kiện mà tao muốn là có đủ luôn á. Trừ giảm thanh ra thôi á. Nhân Huy vẫn chưa cắm ở 24 nha. Đeo bắn nữa nha. Giết ngay cho. À, ít ra hôm qua cầm K98 tên là giết được 2 thằng. Quá cạch kêu kìa. Quá bro. Má AK nữa nè, 2 cây AK hôm nay nữa nè. Thôi lấy xe Honda chạy thôi. À thì tôi dữ quá. Ôi. Ui, thằng nào bắn đó, thằng nào bắn đó. Quá. Bên kia xong ấy. Lại AK nữa kìa. Cover me, cover me. Cover me. Cover me. Từ thấy không vậy? Dạ, con không chủ gì đây Huy rồi đây ra bốn năm đây qua cầu luôn cái con này phải qua cầu rồi. Ơ, nó bắn tao, nó bắn tao khi cầu bắn thua luôn nó nghe tiếng rồi cả bốn không bốn x sáu không có hết ba à. Ba này trong cũng chưa phát trời luôn. Đây bè ơi. Đấy, thấy chưa? Đầu này bom này quá cam cầu là đẹp rồi. Cam cầu xong rồi. Cam cầu thôi mấy bạn. Vô không kịp. Cam cầu bị mấy thằng thợ lặn bơi qua nó giết. Không thì ra cam tụi nó bơi qua nè. Đấy đấy. Đủ mẹ. Cái thằng này bắn tao vậy? Lòi. Ôi giời mày. Đem phải tao nhé. Ở trên hướng 350 hả? Chỗ mày vậy? Đấy đấy. Đâu vậy? Huy nó bắn cho đâu mà đâu. Huy bắn nghịch mày. Ôi. Rồi xong. Má đồng đội tôi không có kích rồi. Quăng người ta cái kích coi. Này. Đồng đội tôi viên đạn đội tiên kích. Nhiều kiếp hơn 15 bạn. Mình băng đét luôn. Con nào nhiều kiếp đâu? Không tao 3 cái. Tao 5 cái này. Phải. Tao có 1 cái à. Tao chỉ có đạn súng thôi. Ui đi sau mày rồi tôi đi trước cho. Nè hồi nhận đó. Nè có nữa không? Có nữa không? Có nữa không? Đó. Nè, hậu bị ta có nước không hậu bị ta. Cắm cuối loot như một vị thần. Phải loot nhanh, không bị loot hết sao. À chưa, hết rồi. Phải nước lại. Tao nghĩ gì tụi nó bơi chắc đéo kịp đâu. Ui. Bơi hả, tụi nó bơi hả.
Kiếm đây là Bita, vô lấy Bita. Nước luôn. Nước nữa là K98 luôn. Chin. Nhanh quá. Thôi, trận này đéo bắn K98 nữa. Cái gì mà... K98. Không, bạn nào bắn thì để đó mình bắn cho... Nhỏ nhà nhỏ, nhà nhỏ. Nhà nhỏ. Nhỏ sau lưng nữa. Thì bắn đi. Nhà nhỏ bên phải, chạy thẳng tới bên phải. Ngay cửa. Nói sự cây khổ gì vậy? Bắn ai à? Đây. Bắn chơi vậy. Xem là bay xa cỡ nào. Đấy có con nào bơi mày. Sẵn tiện mình xin scope luôn. Ê ê ê, 85 có thằng à. 85. Thấy thằng nhìn tao rồi đó. Đâu? 85 rồi. 85 đó. Hướng E, ngay chỗ trước E 85 á. Thấy chưa? Thấy rồi, có hai thằng. Nó bắn tao. Trên rừng nữa. Trên đầu kìa. Đầu nữa. Tao dễ thôi. Đi 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 ta. Đầu ta. Tôi không thể để nó bắn đầu kìa. Đâu hay được. Nó bắn ngay trên tay. Cứu ơi. Cứu rồi, cứu rồi. Ê, có thằng nãy qua rồi. Chỗ phở. Má đang cầm súng nhắm. Người ta cứu người ta. Ở trên đỉnh rồi, hướng 35. Trên đồi, còn thằng. Nó xuống kìa, nó xuống. Xuống tới đâu rồi? Nó vẫn còn trên đồi. Cái súng nó... Rồi, tao thấy rồi, tao thấy hôm 40. Tao không, mai đây có góc bắn. Mấy em bị đá thập sau lưng nữa. Đâu ăn bơm xuống. Thấy rồi. Thằng nào chạy ra sau nhà để cứu tao cái bay. Từ từ, để tao bò để sau. Đột mẹ ba này dễ chết quá vậy. Má, bắn trên đồi xuống rồi. Hai thằng lận. Rồi ba này rồi chắc bé chạy kịp rồi. Ta. Để tao cứu. Mà... Nếu có kit nữa chứ. Chán thiệt. Đây tao chờ một cái này. Không kịp rồi. Ủa khi coi áo mẹ rồi. Ủa? Cái đồ mẹ sao tự nhiên... Error gì đây? Trên đây có thằng của Bita, để tao giết nó đi Bita. Đổ tao nè. Giết luôn. Mẹo như túi quần à. Để tao restart mấy cái coi. Giá đời chứ. Phải lồ đi cô, AFK. Mày bị lỗi. Ma đi, móc nhậm xịt. À, cần 2 rồi. 4 thằng thôi. Sao bắn kiểu bay hết đạn luôn. Khó quá. Sao biết cơm chơi nữa? Tại vì Duy vô. Đều có chơi đâu, tới online điện thoại mà. Ồn quá. Im bự quá. Ủa sao biết cơm chơi nữa? Nhường slot. Cũng may tao gạt được hai thằng rồi, cũng đỡ cay. Trời chứ lại càng loát. Thằng... Tao bắn gục 4 thằng luôn á. Hey, đồng đội tôi súng xịn lắm. Mới combat lần đầu tiên gục hết rồi. Vô chứ. Cách kêu thôi. Gì ta? Vô. Nó chỉ hạt xiên đã. Vô. Mình không thiếu súng. Trời má nhìn kìa. Trời chỉ ơi. Kêu thôi.
Hồi nãy Fico mà không bị chết, lúc bị móc là có khi team mình ăn rồi đó. Lúc đó thấy nó đang cuốn chết mà. Ừ. Vô vô vô, vô kìa, ôi giời ơi. Qua Huy thôi. Ôi tiệt mẹ sao tự nhiên. Huy tao. Tự nhiên. Huy chấp vàng rồi, bay đi đâu mày? Bay qua đây. Chấm là chấm thôi, nhưng mà lúc bay xuống mới là thật sự. Ủa đường nào vô cái nhà này vậy? Ủa nhà này vô sao vậy Huy? Ủa nhà vô không được mày. What the fuck? Nhà nó có cửa đâu mà vô. Ủa gì hả? Qua đây nè. Ui, khỏi cửa tao rồi. Huy. Đâu mày đéo kịp. Tao không nghe đâu mày. Má, tao vô cái nhà không thấy cửa. Có cửa đâu mà vô. Dưới luôn. Chửi nó. Chửi đéo gì. Thấy có đạn bắn đây cửa gì. Fico có thằng gần mày, Fico tao bắn nó bên rồi. Mẹ vô cái nhà không có cửa anh chưa? Cay mãi. Chạy xung quanh nhà thôi mày. Chạy xung quanh nhà không thấy luôn. Mẹ. Tại vì một khu nhà này cũng có cửa. Nhà tao phải lòng nó có cửa không? Ừ đúng không mày. Mấy tầng luôn á, nhưng lúc bay xuống nhìn thấy ôi nhà này chắc là đồ nhiều. Ở cái nào tao à? Ở trên bên phải dưới rồi. Ôi quá, âu ra ít cây đâu. Cái gì vậy? Bạn tôi lèo ra luôn, một viên rồi. Ê nè. Mẹ nè. Mẹ, tìm Việt Nam á. Ui, cạn ít người nhảy á. Lấy xe qua cạn loot. Cạp đây. Qua Philomot kìa. Ít lắm. Ui ơi, cá FK bà. Nhìn thấy giống mà. Sao tao nghe giọng có vẻ mừng rỡ vậy? Ê, AFK hả? Ba thằng Fico cạch AFK hả mày? Ui cắn thằng bay hả? Mẹ, có mấy thằng đang bay kìa. Xuống tôi giết mấy thằng đang bay. Bạn tôi đã tay quen không? Mặt miệng quá. Giết hết. Này nãy đó cặp kêu nhưng vô nhà bị rồi. Nhà bị khóa cửa khi bạn đấy có chìa khóa. Mắc cười vãi. Game thiết kế cho người dùng lại. Ui bị đáy thế. 75 bên mà má bọn Thái Lan nó có server riêng á mày. Vô server nào bắn thôi. Không chỉnh được. Không chỉnh được. Mày có chỉnh được đéo server đéo đâu. Nào tao bích mày mà. Ủa Bita, mày biết chỉnh IPv6 không Bita? Không. Nhưng thấy nó chỉnh tương cũng giống IPv4 thôi. Tao làm theo hướng dẫn á thì cái modem tao nó không có tự hiện cái dãy IPv để chỉnh theo, đéo biết chỉnh sao nữa. Tao thấy cái hướng dẫn thì nó có. Đéo biết nhập gì vô. Sao mày chỉnh dãy IPv6 đâu vậy? Sao nay chạy được kiến mất máu ta? Kiến cắt. Kiến cắt. Cái đồ mà nhảy con kiến mất con khúc. Tin được. Trên đời thì không có gì là không thể tin được hết. Game này còn không có chế độ để mặc định cầm súng không từ trận chiến đầu. Mẹ giờ có auto reload rồi kìa. Auto nạp đạn. Ủa, mày hả? Đạn tự động nạp. Ủa? Chưa. Tự động. Chuẩn bị cập nhật thôi. Cập nhật chung với cái răng á.
Tao hy vọng là sao? Từ đằng trước giờ không có. Không có này. Trước giờ không có. Có răng là có gì đó rồi. Cả răng là sẽ cả chị Châu đúng không? Có gì đó sôi động. Thính kìa, thính kìa. Tao sẽ chấm đông đòn. Cũng đông đòn bắn nó mới hấp dẫn. Tao thấy dép răng kim cương rồi. Ê. Tướng đông đòn chữ chữ teo cho nó hấp dẫn. Ủa AFK đâu mày? Sao không thấy nó vậy? Chẳng quá. À thằng AFK hôm nay nó bay rồi. Bita hy vọng điều gì? Sơ muối. Bita tính sơ muối gì vậy? Trời ơi, sao nghèo quậy không xúc ống gì hết. Chán que. Không có súng thì không có người cho bắn chứ. Ê, chạy qua chưa các bạn? Gần mà. Bên đây nhiều súng lục lắm nè. Ui ui ui. Quanh mày có xe em vậy? Ui ui ui. Thì con đó. Ui. Đợi xíu. Scope luôn bay. Đây bạn. Syndicate. Bita. Tại qua hướng đó là có hai thằng hả? Mã 5 kit luôn rồi. Lòn. Đi đâu đây? Đi lên thấp Bito nha. Không có xe rồi. Vô lên, lên xe nha. Lên xe. Phải cô, có thằng kìa, có thằng đi xe xong luôn. Rồi xong. Đâu thấy đâu? Có, mới thấy á. Chạy sau lưng à, thiếu mô tô. Ừ. Quay lại, chơi nó luôn. Chơi không? Chơi nó luôn. Má, hai chạy Châu đi chung với nhau. Mẹ chơi nó luôn chứ mẹ chạy về hướng Huy, có nhiều Huy em backup. Nó làm như nó chạy theo mình nè. Xe nè. Ui, nó bắn máy hả? Không, tao bắn á. What the. Đồng đội thôi. Đi chung với nhau. Đâu rồi? Ăn kia chạy mất rồi. Ui, trời đây đi sao? Trời đây lướt rồi. Má bò qua đảo bên kia bay, đừng giỡn. Đi chết rồi, xa lắm á. Nghe chuyện sau lưng mày nè. Đi nè. Má còn phải qua cầu nữa chứ. Còn nợ từ đâu? UAV nè. Ai vô kìa. Duy ao á. UAV nè. Má Pico. Ui đâm không. Pico ghé lốt nữa. Tao ghé tao đón tụi bay chứ lút đâu mà lút. Ý. Vậy mà xuống xe vô nhà như đúng rồi. Vô nhà nấp cho mẹ ngồi xe bắn chết sao mày? Rồi. Đầu bên sau lâu rồi FPS nó lại tục bay. Vì bạn nó yếu quá chứ sao? Không, hôm bữa chờ chơi bình thường mà. Đồ chơi solo khác kia squad á. Quá lắc hơn. Không, hôm bữa tao bắn với tụi bay cũng bình thường mà. Vậy thì có tùy chỗ nữa. Tùy khúc. Nói chung là mua mãi con i5 đi, có bao nhiêu đâu. Mù mấy trăm mà. Không, đang định lên i7 luôn. Bởi vậy. Bởi vậy. Mua combo cho rồi. Đang định lên 3.7 luôn. Lên 3.7 phải mua tảng nữa nha.
Thằng bảy không mua tạng nữa hả? Ừ. Cái tạng stop nó chạy cũng được à? Nó nóng. Nóng lắm. Nóng lắm, đi bảy là nóng, khác biệt lắm rồi. Vậy là đi năm 2000 Trời, tao sắp dục rồi. Rồi chỗ đi, rồi chỗ tao lái giá, rồi chỗ đi. Ra đi, tao lái giá, rồi chụp máu đi. Ủa sao vậy, Huy bị sao vậy? Nó bắn mà, cao. Đúng là ngồi sau tài xế an toàn nhá. Thôi tao bay đường đi đường đó nữa. Đường đi đường đó nữa. Mà chúng nó bắn xuống rồi. Đây 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 đây. Mẹ nó bắn tao gần té luôn. Nhưng tiếc là bạn ơi, kim cang hộ thể. Mẹ tao không bắn một vòng luôn. Chết điểm ba. Rồi, rồi chết thì sẽ là anh toàn nhất. Xin sờ cốp. Ôi ôi, mẹ trong cạn nó bắn kìa. Rồi, xong Bita. Tao thấy Bita. Liệu. 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 À, bọn hôm này. Quá, my friend. Đồng đội tôi đấu có đâu mày nó bắn tao được kìa. Chạy đi. Tao sợ bị ta được quá. Bị bắn sợ quá chị ngăn cái tay nữa. Tay chết luôn. Để giết nó luôn. Mày luôn á. Thằng này có scope cho tao xin bắn K98 nha bài. Mẹ gắt quá. Tao được mỗi một súng 60 viên đạn. Mà hồi nãy có mấy cái ba ít mà tao không lần. Ba ít mà không lần mà. Đến đó nè, thấy không? Cái đồ mày bị lỗi nữa rồi. Cái gì trời đây? Bây giờ mày hai lần bị lỗi kìa. Trên đất kìa. Đâu? Má Bita nó đớt kìa. Đâu má Filco, thế đứng cái vị trí an toàn hơn được không? Trời ơi, phía tới còn đang chảy nữa cơ mày. Rồi xong, đéo connect được. Đâu rồi, Filco đâu rồi? Qua lụm đi, có K98 ấy. Lụm đéo gì đứng giữa đồng kìa, trời ơi. Má đang chạy bộ đúng không? Ừ. Đâu, đang chạy xe mà. Xe chậm rồi vậy. Thì tao bị đít mà. Đâu, mày cái gì? Cái battle ai rồi gì đây? Ngồi lại đi. Ngồi lại đi. Hai lần rồi đồ đéo được. Cứ battle ai rồi hết tham ạ. Reset map, reset máy đi. Có SD nhanh mà. Reset rồi, nãy mới reset tức thì rồi. Thì lại thêm lần nữa coi. Ta thấy Bita có vẻ muốn chạy ra loot kìa. À, vô được rồi, vô được. Ấy có xe gần mình. Mấy xe gần mình bị lỗi nữa. Mấy tổ ai trên hướng N. Rồi 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 nghe rồi. Vô này á. À không đi luôn rồi. Đi đi đi, mình đi theo luôn. Đi coi sao đây. Có xe rồi đúng không? Ừ, có xe rồi cứ đi. Còn mình tao chưa vô được. Hai bên tao vẫn còn nằm xe được, còn đi mô tô nữa. Đi nè thôi chứ mày. Đi xin coi. Y như mình. Nhật phải là phật thủ. Đi đâu đây? Thôi đi trước đi Huy. Đi qua. Mày kêu đang hết máu hết kiếp. Kiếp mày. Xe còn đừa máu đây. Nhìn của nhà coi dép. Mày đủ đồ chơi chưa? Mày cái tàu đúng ta. Tiếp bút ghi, tiếp bút ghi. Mày chơi đủ rồi. Tao có nhiều ký đám này rồi, cần ký đâu. Đây, nãy có cái nào luôn nè. Nãy té xe xong xả hết luôn rồi. Giờ đây ta không có súng rồi.
Vô nhà chưa lốt nè, vô nhà đi. Vô 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 vô. Đi 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 đi. Ủa tao hết thấy cái tên mày trên xe rồi. Ông cụt. Ông cái bảng tài xế đéo thấy mày. Ừ, không thấy nữa. Ừ, không thấy gì hết nữa. Bạn tài xế, bạn góc tên góc trái à? Ừ. Bữa hôm qua còn bị lỗi không hiểu cái voi lên ở cái đâu á. Tao thấy bốn tụi bay nè. Ông hút lên xe ngồi á. Nghèo quá vậy. Không bán gì cho tao vậy. Mày muốn gì? Đúng rồi, không có gì top 1 mà. Đơn giản. Top 1 hoặc đơn giản. Chỉ không bạn nghèo thôi là top 1. Nhưng mà nghèo thì nó nếu có cái gì bánh thì nhưng bạn đánh à chết. Mình cũng phải có súng chứ. Ê, Skyler này Bita. Đó rồi. Tao quăng nặng chính nè. À không, quên, tao đã bắn nặng chính rồi. Có nào mới đành bậy không? Không. Tao còn có một ăn đồng quanh đây. Tôi đang cho thêm băng cái này à. Nè. Băng đạn mở rộng. Ủa sao Filco chết rồi? Bò. Đâu, bà đâu? Không phải, bị hai bánh rồi. Ủa sao không thấy hiện tên? Không biết nữa. Tại nó ao rồi. Đồ mẹ tao đít rồi, đéo vô được. Băng đạn mở rộng. AR. Ai lấy không? Để lại. Đây cầm luôn nè. Đứng đây luôn vậy hả? Bảo vệ Spyber sao? Con xe chạy tiếp, đi đâu? Nó bò xe bên niên quanh ngại. Bò xe với đây nè. Dự. Má bò này đầu đông quá mày, 30 thằng nữa kìa. Tao chơi FF 2. Hạt mưa quá trời luôn. Mass Effect đó hả? Ừ. Mass Effect chơi đéo hiểu mày. Cái này nè, cái effect này nè, trong game nè. À. Đi đâu bay? Bao này sao còn đóng vậy? Tao nghĩ trong Seven chắc đùi mùi trong đó quá. Tao đang chỉnh effect 2. Chỉnh effect 2 á, mày nó bắn từ xa trong cửa sổ, mày thấy tia lửa sáng lên đúng không? Đâu lịch chỉnh thử thôi. Đâu lịch để về lâu không thấy được mà. Phải không? Thấy. Hơi khó. Đấy, địt mẹ bo nữa mới vãi lồn nè. Ơ, thằng Rim sân áo nữa kìa. Lộn qua giết Bita. Bây giờ đi chơi. Đi bộ đi. Đi. Chờ này đi bộ đi. Chờ đi bộ xuyên qua sau bên đây á. Đi bộ, ê đi xe một đoạn đi rồi đi bộ. Lười biến quá. Hay. Đi ra kia lập chốt luôn. Cả hai xe ô tô mà.
sai vậy, tưởng đâu chạy xíu tới chứ. Ê, có xe vô kìa. Chế độ ông ra rồi. Ủa? Mày ở trong đó? Ai biết? Giờ sao? Là sao? Đây đi. Thử lên. Ui, đồ má đây lút rồi. Người bé ghe bé. Nằm giữa đông luôn vậy hả? Trời này mày nằm mấy đồng nó không thấy đâu. Có cái xe. Xe cán mấy mày đen thôi. Đấy là cái xe nó... Mày nằm dưới cái cỏ xe á nó nằm được. Không có cỏ luôn. Nó nằm ngoài biển mà. Bãi sao mày nằm giữa biển? Thôi nằm biển vậy. Giờ này ninja nhiều lắm, ước gì có cái giảm thanh ở đây. Symphony này chắc 4 team trong này. Mình với 2 team, 3 team nữa. Đi, đi Z ơi, má bo này gắt quá vậy. Đi. Đi ra khu nhà không? Giờ cả khu nhà. Thôi tụi bay băng đi, đồ về tao đeo băng nữa. Mày mọc như shit. Ra con tim đi ngủ mà đi là thôi. Hit bóc Duy vào. Ờ, kêu con Duy vào. Duy đang vô. Vô vô vô. Ra 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 ra. Để tao có cảm nhận lại. Tao với Hoàng ra đây nằm mày. Bãi cỏ nào nằm ở đây nè. Như như bãi cỏ này luôn nè. Hai thằng nằm đây nè. Hai bãi. Đi thôi. Nằm gì nữa các bạn ơi. Sao mấy xe chạy lên tường hả? Tại sao mày không làm? Đó là ý tưởng của mày mà. Ui ui bắn ra. Ui 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 ui. Má team này lèo đi giữa rừng cây luôn. Tụi nó bu qua đang, khu nhà đó. Trong khu nhà cả ra. Đó có xăng. Kìa sao móc ra, thấy rồi. Đây nè. Ủa có xe. Có xe trong kia ra kìa. Nằm xuống. Ngoài biển. Hai chiếc. Nó đi hai chiếc à. Nó ra cũng nhà xe. Ủa nó cua vô chỗ nó dòng lên mình kìa. Bắn vô thấy rồi. Ừ, trời ơi. Nhóm vô rồi chết. Còn nhóm được 1, nhóm được 2, có 2 nhóm, 2 đợt rồi đúng không? Tao về đúng rồi, mình chết rồi. Sao có tiền bắn nữa, đằng sau có tiền bắn nữa, né đi, sao có tiền bắn nữa. Có một thằng, đá đó kìa. Chết rồi, tao bắn gục rồi.
Thù má. Không, tao được 2 gì. Sao có thể bắn nữa? Tao được 1. Đúng, hình như là nó ổng gom mấy thằng nào vô, gom nhau nhau ổng luôn các bạn. Ủa, tao thấy danh sách được 2 có mình có 3 thằng à. Ờ, giờ được 1 có 3 thằng, được 1 có thằng hậu với thằng thằng ít 1 nữa. Má gì rồi. Ê, thưởng 150 à, thưởng 150. AK đâu, đây rồi má. TP của tôi. Cà bán không? Ủa, vậy là gom hai nhóm vô sự một buổi hay gì? Ừ. Có thể hoặc là đậu má ông lười ông kêu thứ hai rồi bay lên á, thường ông sửa thứ hai mà. Ừ, tao sửa thứ hai mà. Thì ông lười chắc ông cho hai nhóm vô như một buổi á. Còn nước bay. Thằng hậu với thằng gì được á. Ê, có thằng ngoài biển á. Có xe không? Xe ngoài đây. Sao lưng mình, Má. Thì mình phải bắn nó thôi mày ơi. Ôi, tao thấy một thằng đang nhìn tao. Kìa kìa, thấy rồi, Ui ạ, má. Thế rồi. Bờ biển rồi. Đây nó vô. Lặn biển rồi. Má này kia. Đẩy vô bo hoặc là chết hết nè. Có kìa. Dạ thấy rồi. Chạy vô. Không ăn. Một viên thôi. Điệt mẹ mày. Mày hả bưởi. Thấy chết mẹ rồi. Bò vô. Ê, bò vô đừng em ơi. Má bị liếm hả? Không. Má bà kia rồi. Bạn tôi. Trời ơi, quá. Thôi biết lời xong. Tao tính tao xe vô luôn á. Má, tụi nó bò, nó có nhà có lợi quá rồi. Mình đéo làm gì được hết. Má, thằng lồn kia.